Tin bóng đá 24 giờ ngày 6 tháng 9. Pogba đối mặt nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2022. Cách đây vài tuần, tiền vệ Paul Pogba dính chấn thương rách sụn chêm trong quá trình cùng Juventus chuẩn bị cho mùa giải mới. Cầu thủ người Pháp khi ấy quyết định điều trị theo phương pháp thông thường thay vì phẫu thuật để tránh những rủi ro khi World Cup đang tới gần. Tuy nhiên, mọi chuyện không như Pogba dự tính. Quá trình hồi phục của tiền vệ sinh năm 1993 diễn ra chẳng mấy khả quan. Theo thông tin mới nhất, Pogba sẽ buộc phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm tình hình. Quyết định cuối cùng được đưa ra sau buổi làm việc giữa anh và đội ngũ y tế của đội bóng. Với việc tiến hành phẫu thuật, Pogba sẽ mất từ 40 đến 60 ngày để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Pháp chỉ có thể trở lại sân cỏ khi World Cup đang cận kề. Trong trường hợp có thêm bất kỳ rủi ro nào, viễn cảnh Pogba phải ngồi nhà xem World Cup là có thể xảy ra. Ngay cả khi có thể kịp bình phục cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 29 tuổi cũng khó có thể có được thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian dài phải rời xa sân cỏ. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.